Ok. Ô, quay phim à? Ô, xin chào các bác. Xin chào các bác. À, cầm cho anh máy quay luôn đi. Em đang ghép một bộ cấu hình, em quay gần đây cho anh, cho các bác xem. Em đang quay một bộ cấu hình, chuẩn bị lên một bộ cấu hình để cho các bác chọn. Thì trong bộ cấu hình này nó gồm một đôi loa Pioneer CST3. Đó, một đôi loa rất hay mà giá lại rẻ tiền. Nó và một chiếc âm ly Chio K32. Chiếc âm ly này em đã nói rồi, cái âm sắc của nó rất là bén. Âm ly rất đẹp các bác nhé, nhưng mà nó bọn em đang tháo ra để vệ sinh thôi. Thì những chiếc âm ly cỏ này ấy, trong cái tầm tiền mà dưới 2 triệu, em nghĩ là đây là một trong những chiếc âm ly mà đánh được rất nhiều loa. Nhấn mạnh các bác là trong cái tầm tiền dưới 2 triệu mà cái âm sắc nó bén thì chắc chỉ có những chiếc âm ly Chio K32 này. Có một số dòng nữa của Pioneer và một số dòng nữa của Onkyo cũng như là Sony hay là Denon vân vân, nhưng mà để mà kiếm những chiếc âm ly mà cái kiểu chất âm như này thì nó cũng rất ít khi gặp. Bởi vì nó mỏng, nó nhỏ, gọn nhẹ mà đẹp, mặt phay nhôm, có lầu lớt đầy đủ, chất âm rất là bén. Thì các bác có thể thấy đây, bọn em thứ nhất là em quay mặt anh cho các bác xem. Bọn em đeo khẩu trang, đây em sẽ cầm camera luôn, quay các bác xem cái thằng quay video này. Cũng đeo khẩu trang và cái cậu Nhật này cũng phải đeo khẩu trang. Bốn anh em làm đeo khẩu trang hết các bác ạ. Nên là rất là tay thì tí lại đi rửa, tí lại đi rửa. Thật sự các bác là cứ tiếp xúc là phải đi rửa tất cả mọi thứ luôn. Thì nên các bác hãy thông cảm là ở cái vùng của nhà em bây giờ ấy, em nói thật các bác luôn. Em quay cả người anh đi cho các bác nói chuyện với các bác tí. Thì ở vùng của nhà em ấy các bác có, bây giờ hiện nay là nó đang có cả những ca dương tính. Đấy các bác, cách nhà em có vài km thôi. Đó, và cái đợt vừa rồi 30 tháng 4, 1 tháng 5 ấy, người ta đi họp lớp, đi ăn liên hoan thì nó rất là nhiều cái cuộc gặp mặt đấy. Và bây giờ người ta còn chưa kiểm soát hết được là có bao nhiêu trường hợp F1, F2 đấy các bác. Nên là em bây giờ anh em em chính ba thằng này với nhau còn không tin nhau các bác ạ. Em với cu này với thằng này còn không tin nhau các bác ạ. Không thèm tin nhau luôn, bởi vì là phải bịt khẩu trang hết. Mấy anh em là không nói chuyện với nhau nữa. Đấy các bác, quay video này cũng rất là ngại. Thằng này mày đi ra ngoài đi, lấy Covid thì chết. Em nói vui thôi các bác ạ. Chứ bây giờ em sẽ tiến vào đây nói vui một chút thôi. Tính em nhiều khi là cũng hơi trẻ con một chút đi các bác. Em rất là vui tính. Đó, em tự nhận mình là người vui tính luôn. Nên là đôi khi các bác mà nghiêm túc quá nói chuyện với em, đôi khi lại thấy em rất là trẻ con. Nên là em nói thật là cái bộ cấu hình này, cái âm ly này em đang bán bình thường giá là 1,8 triệu. Nhưng mà trong cái đợt Covid này hỗ trợ các bác để các bác về nhà có những cái thiết bị hay mà lại giá này phải chăng, mà về nhà các bác ngồi nghe để chống dịch cái vụ này thì thôi, thì chả có cái gì để mà lấy cái gọi là làm, chẳng có một cái gì để mà làm cho các bác có thể hết buồn chán trong cái dịp Covid này ngồi nhà được cả. Thì em thì cũng chỉ có mỗi cái mấy cái thứ cây nhà lá vườn là loa với đài với âm ly thôi các bác. Thì em cũng xin bán cho các bác giá, nó giá Covid có 1,6 triệu con âm ly này thôi các bác nha. Các bác có thể thấy tình trạng nó đẹp như mới luôn, phải dùng từ là như mới bởi vì nó quá đẹp các bác ạ. Nó như xuất xưởng, mặc dù âm ly bãi nguyên bụi các bác nhé. Đây là nguyên bụi của nó đây, cái bụi nó đây ạ. Đó, nó nguyên bụi như vậy nhưng mà nó bóc ra các bác nhìn, tháo chiếc âm ly ra cỏ mà giá nó có 1,8 triệu, bây giờ em bán 1,6 triệu các bác, gọi là mùa Covid. Như vậy thì các bác có một chiếc âm ly để mà đánh vào những đôi loa Nhật rất hay, đôi Sony T3 này bình thường giá nó là 5,5 triệu. Đó các bác, cũng bán luôn cho các bác giá là 4,8 triệu luôn. Có 4,8 triệu chiếc đôi loa này thôi các bác nhé. Có 4,8 triệu thôi. Pioneer CST3 mít chét giấy và bát 25 gân vải. Đó, tình trạng loa thì rất là đẹp. Cái rốn này thì nó có hơi một chút xíu, hơi nhào nhào. Đó, cái rốn này một chút nhào nhào một chút, nhưng mà cơ bản loa bãi nó chỉ được vậy thôi các bác. Thì hàng bãi nó về nó cũng chỉ được như thế thôi. Đó, không tân trang, không sửa chữa gì hết các bác ạ. Đấy, em nói thật luôn. Thì cái bộ cấu hình này, đôi loa nó có 4,8 triệu giá Covid và 1,6 triệu cái âm ly cũng giá Covid nội. Thì cả bộ cấu hình này cộng lại có đáng bao nhiêu đâu các bác, mà các bác có một bộ cấu hình nghe rất là hay. Em nói thật luôn là với những bộ cấu hình mà tầm tiền này các bác ạ, khó kiếm được bộ cấu hình mà tầm tiền này lắm các bác. Bây giờ em sẽ mở vài chuyện hoa sim các bác nghe thử. Bát tép lung linh lịnh tai các bác ạ, đặc trưng của loa Pioneer luôn. Thank you.
Em còn chưa bật đâu lớt các bác nhá. Con Ami này nó sử dụng 4 con sò nhỏ của Sanken. Và con Ami này các bác có thể để ý thấy là tuy cái mạch nó rất là đơn giản như vậy, chính vì cái đơn giản như vậy nên nó tạo lên một cái chất âm rất tuyệt vời. Đó, nó giống như trên những dòng âm đi cỏ của Pioneer. Rất là hay, những con âm đi chiêu mỏng này rất chơi rất là hay. Giá chỉ có 1.600.000, đôi loa giá 4.800.000 là cả bộ, của 6.400.000 thôi các bác. 6.400.000 đồng cả bộ cấu hình này các bác, quá rẻ luôn. Loa Pioneer, âm đi chiêu toàn hàng hiệu của Nhật Bản. Và bây giờ em cũng xin tạm dừng video tại đây. Ở video sau em sẽ có video lên một bộ cấu hình rẻ tiền kiểu như vậy nữa để cho các bác ngồi nhà nghe Covid. Các bác lưu ý là rẻ tiền nhưng phải hay các bác nhá. Đó là cái quan điểm bán hàng của em. Rẻ hay đắt đều phải hay hết. Đắt tiền mà cũng phải hay, mà rẻ cũng phải hay. Không phải rẻ mà không hay bằng đắt đâu các bác. Nó phải hay các bác ạ. Đó, một bộ cấu hình rất tuyệt vời. Mèo đi vào nghe này các bác. Con mèo này rất là thính tai, cứ hay là đi vào nghe luôn. Con này nó nghe nhạc nhiều quá rồi nó biến thành tinh rồi các bác ạ. Cứ mở nhạc lên là nó nhảy vào nó nghe. Và đôi loa này thì nó có lỗ thông người phía trước các bác nhá. Quá tuyệt vời, bộ cấu hình giá chỉ 6.400.000 đồng. Em thử làm bài nhạc sống em cho nó rực rỡ các bác. Bộ cấu hình này là 6.400.000 đồng các bác nhá. Em xin báo giá lại, đôi loa giá 4.800.000 và âm ly giá 1.600.000 được các bác. Hiện nay nhà em đang có 2 chiếc âm ly Chio K32 này đấy các bác, 2 chiếc luôn đấy các bác. Đây, một chiếc nữa đây các bác, một chiếc nữa đây. Đó, hoàn toàn đẹp luôn các bác, bọn em chưa vệ sinh đâu nhưng mà đều đẹp như nhau cả. 1.600.000 một con, đánh rất hay các bác ơi. Thì là cái công suất nó cũng chỉ là cái thông số tham khảo thôi các bác ạ. Bởi vì chiếc âm ly này cái công suất của nó có 60W thôi các bác. Mà nó gảy cái đôi loa này mỗi một thùng của nó là 50W và 8 ohm. Đó. Cái con âm ly công suất máy của nó có 60W thôi các bác, mà nó phang cái đôi loa này tơi tả luôn. Đôi khi cái công suất nó chỉ là cái thông số các bác nhá. Đánh rất uy lực. Rồi, xin kính chào các bác, hẹn các bác trong những video sau. Chúc các bác sức khỏe.